Xin chào bạn nha, bác sĩ lại vừa mới thực hiện xong một cái ca sửa mí lần thứ 3 cho bạn gái. Ca mí này khá là phức tạp, vướng rất nhiều điều để bác sĩ muốn chia sẻ với mọi người. Thì trước đây bạn ấy đã nhấn mí một lần, sau đó cắt mí một lần rồi. Tuy nhiên thì cái nếp mí thì nó không vào bên phải, và cái tròng mắt hai bên nó khác nhau, cái mí lệch khác nhau, và bạn ấy cảm giác như cái mắt mình nó không tươi tắn. Thì qua thăm khám thì bác sĩ thấy rằng là có rất nhiều những cái vấn đề, có thể là cái bẩm sinh bên phải của bạn ấy hơi nhược cơ này, rồi kết hợp với làm nhiều lần nên nó bị sơ cứng, và cái mắt hốc mắt bị thiếu mỡ. Và cái lần can thiệp trước thì nó chỉ định cái sai mí nó khá là to, cho nên là nó sẽ làm cho cái mắt không linh hoạt. Ví dụ như cái mắt bên trái thì tạm ổn, nhưng cái mắt bên phải, nhất là cái mắt bên phải nó to sâu, nó bị hãm. Thì bác sĩ đã hạ sai này, chỉnh cơ lại một chút và gỡ dính cũng như là bù mỡ vào trong cái hốc mắt. Thì cái kết quả sau khi bác sĩ thực hiện hơn một tiếng đồng hồ, ca này khá là phức tạp, bác sĩ làm mất hơn một tiếng. Và chúng ta cùng xem, em gái nhìn lại, chúng ta cùng xem. Nó có một cái sự tươi tắn ở trong cái khuôn mí hơn, em quay. Đó, nhìn chúng ta sẽ thấy rất rõ cái sự thay đổi. Đây chỉ mở thực hiện xong thì cái khuôn mí của bạn ấy có một chút cái sưng nề, tuy nhiên thì các bạn mới thấy nhận cái sự hài hòa giữa hai mắt hơn, cân đối hơn. Đó. Tuy nhiên thì chúng ta cần một cái thời gian nữa để cho nó bình phục tốt nữa, để có một cái kết quả tự nhiên hơn. Quá trình làm thì mí sửa lại nhiều lần thì bạn ấy cũng có một chút đau. Tuy nhiên thì cuối cùng cũng đã thuận lợi. hơi tâm lý một chút nhỉ? Dạ. Quá trình làm thì hơi tâm lý một chút. Tuy nhiên thì cái kết quả bước đầu như này thì cũng khá là ok nhé. Này, em soi gương rồi, đúng không? Mấy lần trước làm xong có sưng nhiều không? Em sưng nó còn bị tím luôn ấy. Bị tím. Hôm nay em không thấy bị tím. Hy vọng là nó sẽ bình phục tốt nhé. Mét mắt sửa thì thật ra các anh làm sửa mí rất là nhiều, nhưng nhiều với mỗi cái tình trạng mình luôn phải chia sẻ với khách hàng, mình cũng phải nói thật với khách hàng có những cái trường hợp diễn biến để nó đau, nó sưng, hoặc là cái mức độ cải thiện với mình, chứ mình cũng mức độ cải thiện của từng mí khác nhau. Nhé, vì môn hình vạn trạng thì mình không thể khẳng định là 100% được. Đó, nói thật là như thế. Bất kỳ một bác sĩ nào cũng đều phải có trách nhiệm chia sẻ với khách hàng như vậy, để khi mình có mong muốn đi làm để cải thiện hơn nữa thì mình sẽ hiểu được cái mức độ vấn đề của mình, thì mình sẽ cái quá trình diễn biến sau khi sửa cũng như quá trình bình phục mình sẽ thấy được nó đúng như bác sĩ nói, nó có những cái giai đoạn như thế này, mình cảm thấy mình sẽ yên tâm hơn hơn là mình cứ nói tất cả những cái điều nó tốt đẹp rồi nó diễn biến nó không như thế, tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó bị tổn thương, đúng không? Hy vọng rằng có tầm ba bận lần này sẽ là lần cuối, hy vọng đấy nhá. Dạ, về chăm sóc tốt cho các bạn thì sẽ hướng dẫn em thì mình nhé. Chúng ta cùng nhìn lại cái sự thay đổi, một cái ca sửa mí rất là phức tạp cho bạn gái. Đây là sửa với bạn ấy trước đây, bạn ấy đã cắt và nhấn ở cơ sở khác thì cái kết quả nó chưa được như ý. Thật sự thì nó đôi mắt, nhất là cái mắt bên phải, nó thiếu cái linh hoạt và bị thiếu mỡ nhiều, to sâu. Bác sĩ đã chỉnh sửa hơn một tiếng đồng hồ. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Chúc em gái nha mau bình phục và có cái kết quả tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Rồi, ok.